Vâng, xin chào các bạn đang theo dõi chương trình Nhà Ép. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một căn biệt thự song lập khá đẹp tại khu đô thị Eco Park ở phân khu Park River để xem những thiết kế và những tiện nghi ở bên trong của nó có gì đặc biệt. Thì ngay bây giờ hãy cùng tôi tìm hiểu. Xin mời các bạn. Đó, như các bạn có thể thấy, cái ở khoảng sân trước nhà của căn biệt thự này là một cái gara tương đối rộng, có thể để được một cái ô tô này, một vài chiếc xe đạp xe máy ở đây nữa. Và bên cạnh cái gara nó chính là một cái khoảng sân cũng rộng không kém, dài lê thê luôn. Và ở cái khoảng sân này thì chúng ta có thể sử dụng để rửa xe hoặc là nấu nướng hoặc là để những cái bộ bàn ghế để có thể ngồi hóng mát trong những ngày trời đẹp chẳng hạn. Rất là tiện. Đây, ở đây thì cũng có một cái chậu cây cảnh của chủ nhà nữa để ở ngoài này. Bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng lối cửa chính để đi vào trong khám phá ngôi nhà. Đây, ví dụ như là lối cửa chính đây. Tuy nhiên thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất muốn dẫn các bạn vào trong ngôi nhà này bằng lối đi lại ở vườn, bởi vì cái khoảng sân vườn của ngôi nhà này cực kỳ đẹp. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi ra khu vườn của ngôi nhà này để tìm hiểu trước. Xin mời các bạn. Wow, như các bạn có thể thấy thì ngôi nhà này nằm ở trong khu đô thị Eco Park. Và cái tiểu khu Park River này thì được trồng rất nhiều cây, cực kỳ nhiều cây. Đó, xanh mướt luôn. Mùa hè ở đây thì cực kỳ mát. Ví dụ như hôm nay cũng là một cái ngày thời tiết mùa hè khá là oi ả. Tuy nhiên thì nếu mà tôi đi bộ ở dưới những cái tán cây này thì cũng thấy rất là mát mẻ. Ngôi nhà này thì nó cũng rất là may mắn, bởi vì ngoài cái không gian vườn riêng kia thì nó còn được may mắn sở hữu thêm một cái khoảng vườn chung ở đây nữa. Đó, có lối đi lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lối đi lại này để đi vào cái khu vườn kia, khu vườn riêng của ngôi nhà này. Đó, ở cái khoảng sân chung này thì như các bạn có thể thấy được trồng rất nhiều loại cây. Đây, còn bây giờ thì tôi đã bước vào khu vườn của ngôi nhà này. Đó, như các bạn có thể thấy, rất rộng phải không ạ? Và có một điểm khá đặc biệt, đó chính là ngôi nhà này còn được có một cái khoảng sông đằng sau nhà rất rộng, nhìn rất hoành tráng đúng không ạ? Khác với một số những cái dự án khác ở gần gần đây thì sông ở sau nhà tương đối là nhỏ, thì cái khoảng sông ở sau nhà của ngôi nhà này thì phải nói là mênh mông, cực kỳ rộng. Và cá thì lúc nãy tôi đứng tôi thấy cũng quan sát có một cái số loại cá rất là to, quẫy đuôi rất là mạnh. Thậm chí nó còn có cả một cái lối đi xuống rất là rộng ở đây nữa. Và ở bên cái phía bên này, chúng ta có thể tận dụng cái khoảng sân bên này để có thể trồng rau hoặc là trồng những cái loại cây cảnh, hoa mà chúng ta yêu thích ở đây nữa. Đó, rất đẹp phải không ạ? Phải nói là tôi cũng đã được trải nghiệm rất nhiều ngôi nhà. Tuy nhiên thì ngôi nhà này là một trong những ngôi nhà có cái khoảng sân vườn đẹp nhất mà tôi đã từng được chứng kiến. Hướng chính của ngôi nhà là hướng Tây Bắc. Tuy nhiên thì cái lợi thế của ngôi nhà này đó chính là cái mặt sau này, hướng sân vườn này lại là hướng Đông Nam. Do vậy thì vào những cái ngày thời tiết mát mẻ ra đây ngồi hóng gió thì cực kỳ thoải mái. Đó, như các bạn có thể thấy ở đây này, chủ nhà để rất nhiều những cái bộ bàn ghế để có thể ngồi đây hóng gió hoặc là trò chuyện với bạn bè trong những ngày cuối tuần. Đó, khoảng sân rất là rộng. Ở bên này thì là một cái phòng sinh hoạt chung để có thể tổ chức những cái sự kiện cho gia đình, có mái che hẳn hoi. Ở trên thì có những cái loại cây dây leo bám ở trên, rất đẹp. Như các bạn có thể thấy thì chủ nhà vừa tổ chức một cái buổi tiệc sinh nhật ở đây, rất là tiện đúng không ạ? Còn trong khuôn viên nhà thì cũng có rất nhiều loại cây đa dạng. Ví dụ như đây là cây mít này, vài cái loại cây cảnh trang trí ở đây nữa, đó, rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy bước vào trong ngôi nhà này cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn. Đây này, khoảng sân vườn này vẫn còn nữa, chưa hết. Cực kỳ rộng. Ngôi nhà này rộng đến hơn 500m2, thưa các bạn. Phía bên ngoài này thì thực sự là cũng xin lỗi quý vị các bạn, bởi vì ngôi nhà này chủ nhà không phải là để sinh sống hàng ngày, mà chỉ về đây những cái buổi cuối tuần để cùng bạn bè tổ chức những bữa tiệc gia đình riêng. Do vậy thì đồ đạc trong ngôi nhà có hơi không ngăn nắp một chút thì cũng mong quý vị các bạn thông cảm. Như ở bên khu bên này là các bạn có thấy ở kia có một cái lò nướng này, đây có những cái bộ bàn ghế. Thì cuối tuần thì có thể tổ chức nấu nướng, thì nướng ở đây, sau đó thì ra khoảng sân bên ngoài bên kia thư giãn. Đấy, để không mất nhiều thời gian nữa thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong ngôi nhà này, xin mời các bạn. Đó, bây giờ thì xin mời các bạn hãy bước vào trong ngôi nhà này để cùng chúng tôi trải nghiệm rõ hơn về những công năng và những phòng chức năng ở trong ngôi nhà này.
Đây, hiện tại ở trong cái không gian này cực kỳ rộng này, nhưng mà cái hội trường này thì được chủ nhà bố trí rất nhiều bộ bàn ghế ở đây. Và đây chắc chắn là phòng khách rồi, phòng khách chính của ngôi nhà này. Rất nhiều bộ bàn ghế ở đây, thoải mái cho chúng ta có thể mời rất nhiều bạn bè cuối tuần về đây liên hoan ăn uống. Thậm chí ở trong này chủ nhà còn bố trí những cái bộ âm ly loa đài để có thể hát karaoke, có cả hệ thống đèn ở trên này nữa. Vâng, rất đầy đủ, điều hòa cây luôn, thoải mái đáp ứng cái không khí mát mẻ cho cả một cái căn phòng rộng lớn này. Đây, ngoài những cái bộ loa ở kia thì có những cái bộ loa ở đây nữa của thương hiệu B&B, rất đẳng cấp. À, ở bên phía bên này là một cái tủ để rượu, đó, rất nhiều loại rượu, nhưng mà đa phần là rượu Tây và rượu vang thôi. Vâng, và cái tủ này thì cũng rất là rộng rãi, có thể ở đây, ở dưới cũng có những cái ngăn tủ giúp chúng ta có thể để được những cái vật dụng nho nhỏ ở dưới nữa. Bộ bàn ghế sofa ở đây thì chất liệu được làm từ nỉ, do vậy thì cũng rất là dễ lau chùi. Còn nhìn chung thì về thiết kế của ngôi nhà này thì theo tôi, ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại với rất nhiều những ô cửa thoáng ở đây, những cái ô cửa kính rất lớn, cửa ra vào, cửa sổ. Lát nữa các bạn sẽ thấy ở trên tầng 2 và trên tầng 3 nữa, rất nhiều những ô cửa kính có kích thước lớn. Để làm gì ạ? Để cho chúng ta có cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên, rõ ràng rồi. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, mở cửa ra thôi là không gian thiên nhiên ở ngoài đã ùa vào nhà rồi, tạo cái cảm giác rất là thông thoáng cho ngôi nhà này, thực sự là rất gần gũi với thiên nhiên. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi bước vào bên phía không gian bên trong này. Đó, quả thực phải nói là ngôi nhà này nó rộng, rộng cực kỳ ấy, phải nói là rất rộng. Riêng một mặt sàn này không thôi đã có diện tích khoảng hơn 100m² rồi, và chính xác nó khoảng tầm 120-130m. Đó thì ở đây rất rộng như thế này thì chủ nhà lại bố trí thêm một cái bộ bàn ghế nữa, để có thể sau khi ăn uống thì ra đây ngồi sinh hoạt chung chẳng hạn. Đây nó như một cái phòng khách phụ thôi. Còn đây là bộ bàn ăn chính này. Chất liệu ghế ở đây là da lộn, rất sang trọng. Màu thì rất là ăn nhập với cả màu của những cái bộ sofa ống nước. Và bộ bàn ăn này thì như các bạn có thể thấy cũng cực kỳ rộng, có thể đủ chỗ cho khoảng 15 người chứ không phải 10 người nữa. Đó, bộ bàn ăn thì rộng mênh mông luôn. Đây cũng có những cái chi tiết trang trí ở trên bàn rất đẹp, làm bằng pha lê, đó, rất sang trọng. Trên đây nhá, cũng có những cái bộ đèn chùm nhìn khá là tinh xảo và đẹp mắt. À, ở trong này nữa. Đây, xin mời anh quay phim lại gần đây để tôi giới thiệu đến các bạn khán giả rõ hơn. Đó, phải nói là đây là một cái phần trang trí tương đối đẹp mắt với rất nhiều những cái ly rượu đủ loại luôn. Ở trên thì có cả rượu nữa. Ở dưới nhá, thậm chí còn đẹp hơn. Đó chính là những cái bộ bát đũa hàng thừa của chủ nhà. Đó, nhìn rất đẹp mắt phải không ạ? Vì là ngôi nhà này thường thường thì sẽ có rất nhiều người, rất nhiều khách đến chơi mỗi cuối tuần, cho nên là hệ thống quạt ở trong ngôi nhà này cũng được chủ nhà bố trí rất nhiều quạt. À đây, đây là gian bếp. Đó, tủ lạnh thương hiệu Samsung, dung tích 600 lít. Và combo đồ gia dụng bếp ở trong này là của thương hiệu TK. Đây là máy hút bụi này, bếp này, lò nướng âm này, lò vi sóng âm tường này. Và tất cả đều sử dụng cái chức năng cảm ứng và những cái núm xoay rất dễ sử dụng hiện đại. Ở bên cạnh đấy thì cũng có rất nhiều những cái tủ treo tường ở trên như thế này. Đó, dung tích rất rộng lớn, có thể giúp chúng ta để được rất nhiều bát đũa, vân vân, nồi niêu xoong chảo, thau. Phía bên dưới cũng tất nhiên là cũng có những cái cánh tủ ở dưới đây, đó. Diện tích thì thôi có lẽ không cần phải nói quá nhiều nữa rồi, quá thừa thãi để cho chúng ta có thể để rất nhiều đồ đạc ở trong đấy. Đó. Bên phòng bên này là cái không gian sinh hoạt chung, được có mái che như thế này. Thậm chí nhá, thưa các bạn, có cả điều hòa. Đó, như các bạn nhìn thấy ở ngoài kia kìa. Do vậy thì trong những cái ngày thời tiết nó không được mát mẻ cho lắm thì sinh hoạt ngoài trời cũng không lo lắng, bởi vì là có cả hệ thống điều hòa ngoài kia rồi. Rồi, còn bên này thì là cái cửa chính này. Lúc nãy chúng ta không sử dụng lối cửa chính đi vào, nhưng mà
đây sẽ là cửa chính nhá. Cửa chính này thì tại vì đây là một cái khu đô thị cũng có cái hệ thống an ninh tương đối tốt, cho nên là chủ nhà không sử dụng cái hệ thống khóa nó quá cầu kỳ, dễ sử dụng thôi, là bằng inox. Đây, đây lại là quạt nữa này. Nhà rất nhiều quạt. Ở trong ngôi nhà này thì ở ngoài đã mát rồi, ở trong còn mát hơn nữa cơ. Còn đây, wow, các bạn có thể thấy là cái phòng vệ sinh đầu tiên ở trong ngôi nhà này thì phải nói là cực kỳ rộng, nó cực kỳ xứng đáng với một cái phòng vệ sinh của những căn biệt thự. Đây, thậm chí là bồn rửa mặt này có tận 2 cái bồn. Và tất cả những cái thương hiệu vệ sinh ở trong ngôi nhà này thì đều được cung cấp bởi cái thương hiệu của Toto. Nó rất là bền, dễ lau chùi. Ok. À, vệ sinh này còn có cả cái cửa sổ khe thoáng. Tất nhiên là có cả rèm để chúng ta tạo nên những cái yếu tố riêng tư nữa. Không lo đâu các bạn. Còn đây là một cái không gian dùng để làm phòng kho. Đây, như các bạn có thể thấy là ở dưới này thì còn có một cái tầng hầm nữa để chúng ta có thể để bát đũa cốc chén, là những cái đồ vật mà ít khi chúng ta sử dụng đến ở dưới này, rất tiện. Cái tầng hầm này thì cũng có diện tích khoảng đâu đó 10m2 thôi, tương đối là vừa phải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên tầng 2 của ngôi nhà này. Xin mời các bạn. À, ở đây thì còn có một vài cái bức tranh nữa nhé, trang trí làm cho ngôi nhà này sinh động hơn khá nhiều, tương đối là tinh tế. Đó, tuy nhiên thì những cái bức tranh này nếu mà được treo lên thì tôi nghĩ là sẽ đẹp hơn. Đây, treo lên như thế này thì tôi nghĩ là sẽ tinh tế hơn đấy. Ok, bây giờ xin mời các bạn hãy lên trên tầng 2 này cùng chúng tôi. Wow, tầng 2 của căn biệt thự này cũng có diện tích rất rộng. Ở trên này, không gian sinh hoạt chung này cũng như là một cái phòng khách, thậm chí nó còn rộng hơn cả phòng khách ở nhà tôi ấy, thưa quý vị các bạn. Cũng có những cái bộ loa đài, âm ly, karaoke. Vâng, được trang bị cả quạt nữa. Rất chu đáo. Wow, rất cầu kỳ. Đây thì cũng có hai cái bộ sofa rất lớn, chất liệu giống như là ở dưới nhà, là bằng nỉ. Đó. Và chưa hết nhá, ở ngoài cái khoảng sân này, các bạn thấy chưa, rất thoáng, được trải một cái thảm cỏ nhân tạo ở đây, giúp chúng ta có thể ra ngoài này hóng gió hoặc là thư giãn, khá là tiện. Ở ngoài thì cực kỳ nhiều cây, đấy, xanh mướt luôn. Còn ở bên phía trong này chính là phòng ngủ master tại tầng 2 của căn biệt thự này. Thì có một cái điểm tương đối là thú vị khi mà ngôi nhà này nó có diện tích rất rộng, tổng diện tích khoảng 500m2, 3 tầng mà lại chỉ có khoảng 3 phòng ngủ thôi. Thì tại vì là tôi cũng đã giải thích đến quý vị các bạn rồi là chủ nhà chỉ sử dụng ngôi nhà này vào những cái buổi cuối tuần, mời bạn bè về đây ăn uống hát hò là chủ yếu thôi, còn không phải là để ở. Do vậy thì số lượng phòng ngủ cũng khá là ít nếu mà so với tổng diện tích của ngôi nhà. Đấy, phòng ngủ này nhá, cũng có một cái khoảng sân cực kỳ rộng ở bên phía ngoài này. Và cái khoảng ban công này, lỗi các bạn, không phải là sân mà là ban công, nhưng mà nó rộng cực kỳ. Thì hướng đông nam, do vậy là cái phòng ngủ này cực kỳ mát mẻ. Thậm chí trong những ngày như thế này mà tôi không bật quạt, tôi đứng tôi cũng cảm thấy là gió thổi rất là mát. Đó, sân rất là rộng. Phòng ngủ thì đây, diện tích cực kỳ là thoải mái luôn. Giường tương đối thấp. À, còn ở trong này là wow. Phòng vệ sinh của phòng ngủ master phải nói là rộng như một phòng kho. Đây, có thể để được rất nhiều những cái thứ đồ đạc mà ngoài, những thiết bị vệ sinh đó, bởi vì nó quá rộng đi. Trong này nữa này, để luôn cả tủ quần áo ở trong này luôn, tắm xong thay quần áo ở trong này luôn, rất tiện. Bồn rửa mặt thì luôn luôn được trang bị luôn cả một đôi, đỡ phải tranh giành nhau vào buổi sáng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì có một điểm hơi đáng tiếc một chút là cái phòng vệ sinh này lại không có bồn tắm, mà chỉ được trang bị cái vách tắm đứng ở đây thôi, được ngăn cách bởi cái tấm kính cường lực này. Đó. Ngoài ra thì cũng có cả quạt thông gió, bình nóng lạnh đầy đủ hết, không thiếu thứ gì cả. Đây là hệ thống tủ để quần áo đây, rất rộng.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần không gian bên này để tìm hiểu tiếp. Xin mời các bạn. Bây giờ thì tôi đang có mặt tại cái phòng ngủ master còn lại ở trên tầng 2 của ngôi nhà này. Thì đúng ra thì đây sẽ là một cái phòng ngủ, tuy nhiên thì chắc là chủ nhà không sử dụng tới nên là họ có bố trí những cái ghế ở đây. Thì chắc là để ngồi nói chuyện hoặc là gì đó. Còn ở bên trong này là phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh này thì đã nhỏ hơn những cái phòng vệ sinh mà chúng ta đã trải nghiệm rồi. Tương đối là nhỏ. Có một cái bồn rửa mặt này, một vệ sinh này, vòi hoa sen, vẫn đầy đủ những thiết bị tiện nghi cơ bản nhé, không thiếu thứ gì cả. Quạt hút mùi, bình nóng lạnh đó. Có vẻ là chủ nhà không sử dụng đến cái phòng này cho nên là họ chỉ bố trí những đồ đạc cơ bản đây thôi. Chứ còn nếu mà đây là ngôi nhà của tôi thì tôi sẽ tận dụng cái phòng này làm cái phòng ngủ master cực kỳ đẹp luôn. Ở kia là giường ngủ chẳng hạn, ở trong này sẽ là vệ sinh và khu vực thay quần áo hoặc là tủ quần áo gì đó thì sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên thì ở trong này đã có một cái phòng sinh hoạt chung nữa rồi. Đây, có thể ngồi chơi ở đây, xem tivi, làm việc ở đây, rất tiện, có điều hòa nữa. Đó. Phòng bé như thế này mà được trang bị tận hai cái điều hòa liền. Ở trong này một cái, ở phía kia một cái, rất đầy đủ. Cuối cùng thì chúng ta sẽ lên tầng 3 của ngôi nhà này để xem ở trên đó có gì đặc biệt. Xin mời các bạn. Wow, có vẻ là chưa cần lên đến tầng 3 thì tôi đã thấy một cái điều rất đặc biệt ở đây rồi. Đó, như các bạn có thể thấy, một cái hệ thống đèn chùm cực kỳ là hoành tráng nhá. Rất nhiều những con chim được kết lại đây. Đó, ở trên đỉnh thì có mấy cái đèn LED nữa. Khi mà bật lên thì cả cái hệ thống đèn này nó sẽ sáng rực lên, cực kỳ đẹp. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy bước lên trên tầng 3 của chúng tôi. Tầng 3 thì thực ra là một cái tầng áp mái, cho nên là diện tích của nó sẽ không rộng như là tầng 1, tầng 2 đâu. Tuy nhiên thì ở trên này được bố trí hai phòng ngủ còn lại của ngôi nhà này. Đó, nói là hai phòng ngủ phụ thôi, nhưng mà nếu mà so với cả những cái phòng ngủ khác ở những ngôi nhà khác hoặc những căn hộ khác thì thực sự nó rất rộng. Đó, vì là chủ nhà ít khi sử dụng đến những căn phòng ở trên này cho nên là đồ đạc có hơi bừa bộn một chút, thì mong các bạn thông cảm. Ở phía bên ngoài là cái khoảng sân đây, rất rộng. Thậm chí ở đây còn có cả bồn rửa bát này, rồi có thể nấu nướng ở trên này được nếu mà chúng ta lười đi xuống dưới tầng 1. À đây, từ cái khoảng sân này thì chúng ta có thể đi sang cái phòng ngủ còn lại. Nó thông với nhau. Đó, phòng ngủ bên này thì cũng có thiết kế giống với cả phòng ngủ bên kia thôi. Hai phòng ngủ này áp lưng vào nhau và cũng có đầy đủ những cái hệ thống tủ quần áo đây. Nó rất rộng, có cả tivi, loa đài. Tôi để ý thì tôi thấy là phòng ngủ, phòng khách hoặc là bất kỳ cái phòng nào ở trong ngôi nhà này thì cũng đều có loa đài cả. Do vậy thì có thể thấy là chủ nhà của căn nhà này là một người rất yêu thích ca hát. Phòng còn lại là phòng vệ sinh dành cho hai cái phòng ngủ này. Thì phòng vệ sinh này cũng được thiết kế tương đối là rộng, vẫn như là những cái phòng vệ sinh khác ở trong ngôi nhà thôi. Hai cái bồn lavabo ở đây của thương hiệu Toto, vẫn là Toto. Ở dưới thì có một cái tủ lavabo nữa, rất rộng. Có thể để khăn này, những cái vật dụng nhỏ nhỏ khác ở trong này nữa. Đó, ở trong này thì là phòng tắm được ngăn riêng biệt này. Đây là bồn vệ sinh này, được ngăn rất riêng biệt của nhau.
Tuy nhiên thì ở trên này, à đây, chỉ được trang bị cái quạt hút gió ở trong này thôi. Nó vậy là tôi thấy là nó hơi hơi bí, có lẽ là phải mở cái cửa này ra thì mới thông thoáng hơn một chút được. Tuy nhiên thì không sao, bởi vì là nó rất thoáng, nó có hai cửa sổ kia cơ. Quý vị và các bạn sẽ không phải lo lắng quá về cái vấn đề thông khí ở trong phòng vệ sinh này đâu. Ở bên ngoài khoảng sân này, đó, không gian này thì được dùng để cũng như là một cái phòng kho di động thôi, hoặc là đây, ở ngoài này thì là được để những cái cục nóng điều hòa, những bộ bàn ghế mà chủ nhà không dùng đến. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm một căn biệt thự song lập rất đẹp tại dự án khu đô thị Eco Park. Và nếu như các bạn muốn trở thành chủ nhân sở hữu những căn hộ, những căn biệt thự tại dự án khu đô thị này thì xin mời các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ hotline 0989 35 8989 hoặc truy cập vào địa chỉ website nhf.vn để tìm hiểu thêm nhiều thông tin chi tiết hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.